đây nè. Đấy, đây chị Thu, đây cô Nông với cha. Chúng ta đi đâu đấy Thu? Đi về. Chúng ta đang đi đâu? Đi về nói như bây giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta đang ở Canada. Ở Canada, nhưng mà ở chỗ nào? Cô té rồi, giờ vừa nằm trắng té. Cô té. Rồi, quay đi. Cái gì? Cô té nè. Cái gì? Cô té. Ồ, cô té. Ai đây, khoan. Cô té. Đây, cô té. Đó là đường cô té. Với lại đây vô đứng đây nè. Trời ơi, quay đệ đó. Rồi quay xuống một cái là thấy nhìn cô té. Đúng, bây giờ nằm xuống. Bây giờ nằm xuống. Đấy. Đấy, đường cô té. Đấy, cô nằm như con điên. Nó phải làm như vậy. Đấy, đây là đạo diễn Phan Thanh Sơn đứng đây biểu diễn. Đây là cameraman, còn đây là diễn viên chính. Cô té. Đấy, bây giờ chúng ta đang ở downtown thành phố Montreal, Canada. Đấy. Chinatown mới ăn xong nhá. Xe, cô té. Ô, hồi nãy mình đi ngược cái mình đi lộ xe đó, đi lên đây nè. Không, mình quay lại đó. Cô té. Đường cô té. Ô, nhà thờ Công Giáo nè. Tàu. Mà Công Giáo. Tí vào xem. Ở cây gì vậy? Nè, đi muốn vào không? Vào coi nhà thờ. Nhà thờ gì vậy? Ôi trời, đứa nào nó smoke weed vậy trời. Còn mùi không? Nhà thờ. Có vào không? Nhà thờ Chúa Thánh Thần. Rồi giờ sao vô? Mẹ không cửa nè. Chết mẹ, con bắt xe mình trong này. No, mình nấu dưới kia. No, không phải trong đây. Mình xuống dưới nữa, không phải trong đây. No. Coi cửa bên này ra. Mình thấy vô đây mà. Thôi con cái nè, vô đây mà. Vô đây nhưng mà mình nấu xuống dưới, mình lái xuống. Bây giờ phải đi ra cái chết mẹ. Chết mẹ không? Ô, đây. Thu, nhanh lên. Nè, xe đó, ngay trước mặt đó. Mất ổn. Nó nói mà. Nó biết mình đây rồi. Nó thấy có camera, nó nhìn.